Cái này bạn bỏ vô đây, bạn sẽ bỏ vô cái máy này nè bạn. Không, như mình bỏ rồi bạn ơi, mình bỏ rồi, mình bỏ rồi. Ở đây hay taxi đó, hộp. Hết được ngon, trời lụm tiền và công thằng ngon đây. Bạn quay ngược lại là nó sẽ chữ try and do. Ok, try and do. Sẽ quay qua thành phố, mình sẽ bật cái mặt ở đủ mé. Xe mé xe đúng. Ui giời ơi, ấy xe nó xe ngàn đô tao. Trời, nó to thiệt. Tát vô cái mông, tát vô cái mông. Đi. Không biết, oh. Ui. Phải cứ lòi cái đầu ra đập cái mặt, đập vô, đập phải cứ. Lô mấy anh trai gì trời. Nó có nâng tạ cả các bạn. Nó có đi rồi. Có nâng tạ. Holy shit. Holy shit. Mày chạy rồi. Chạy đi. Đúng rồi, chạy. Đánh bơm thế kỷ. Ui, trời ơi. Nổ trên đầu, nổ xuống. Trời, anh yên vô ngộ nước luôn à. Trời ơi, bạn công nhận cái gravity này khá là hay nè. Nhảy tới đầu to luôn nha bạn. Gì vậy? Tao làm gì mày đâu mày. Mấy bạn sẽ thấy mấy cái tờ này. Rồi đó, làm gì ta? Nhưng mà mình không biết mấy tờ này. Không biết nó sao các bạn đó. Mấy bạn đây, cái mã code này nè. Mà mấy bạn phải lên Google, bạn gõ vô. Còn mình là biến lên Google phải cất. Và mình cũng ra biết cái mã code này nó là gì rồi. Mình sẽ là Sparta Hot Air Honeway. Mày đó, một tát. Trời ơi, văng trời ơi, con đi văng. Téo tay mình bóp lửa lên không mày. Mày hả bưởi. Trời ơi, nó văng rồi. Trời ơi, mày, thằng đĩ cảnh sát này làm như mình. Mày hả. Mày, trời ơi. Tát ngay chiêu luôn. Trời hả con. Đưa cái điện thoại cho tao. Mày, trời ơi, đi luôn à. Rồi, đi rồi mày. Hey, quýt lộ máy. Mày, bấm. Mày. What the hell? Cô lấy nha. Chạy. Mày vô lý. Xe trong đây nó không nổ được nha các bạn. Xe trong đây nó sao á. Ơi nói luôn. Trời mấy này láo lắm nha các bạn. Có súng mà mình bắn nó mà đó nó tới. Ý trời. Trời ơi. Không hiểu luôn á. Rồi chạy xe kìa. Xanh á. Chị xe thấy láo không? Ê, hình như mình bắn nổ lớp được đấy. Nó tung chết gì đó bạn ơi. Tiền không? Mấy mày chúng mày biết đưa tiền là gì không hả? Hả? Chúng mày biết đưa tiền là gì không? Nó đứng nhảy múa thế nhờ. Đưa tiền. Ôi cái súng này khá là cùi luôn nha các bạn. Trời. Bắn chết thằng đó cái đó. Mày một y to gì đây. Cái thằng kia nó nhảy múa mày chạy dữ vậy. Rồi bắn không trúng luôn á. Rồi may ra lật slow motion thì còn bắn ngay chân. Oh shit. May yes chúng chưa thấy ấy. Trời ơi ừ hên quá. Trời có nó quẹo cả các bạn. Shit. Này one shot one kill nha, bắn vô người. Không, hình như hay. Ủa gì vậy? Sao đứng im vậy? Hai cái bạn. Một viên u. Đúng. Là nhà của mình. Hip hop never die hả mày? Để nó cướp mày bạn. Nè coi nè bạn. Chỉ cần ba thằng cảnh sát nó bước vô cái cửa. Ôi, nó không biết sợ chứ bạn. Headshot. Kiếm cái ông già làng. Làng bắn chết. Làm chùm bạn. Làm chùm khu phố mà. Cửa nhẹ coi. Ra khỏi xe nhanh. Get out of the car. Holy shit. Mày láo à. Xuống nước chơi mày.
xuống nước chơi mày. Tơ thành phố mà đòi bắn kìa các bạn. Sợ không em? Nhìn là biết sợ rồi. Lạc hay nó quẹo đế được các bạn. Có láo nha. Rồi. Rồi xéo rót nổ, xéo rót nổ, xéo rót nổ. Úi. Rồi. Ôi. Rồi. Em rải tiền chu quán mà chu quán bố láo vậy? Láo nó nha, cho tiền nè. Đó, tiền nhiều chưa? Đúng rồi. Cho tiền á. Mày chạy không? Mày chạy không? Mày chạy dữ ha. Cứ chạy cho nó cho chạy các bạn. Không. Muốn thế nào? Chạy đi, sơ tán đi. Một cây chimbi. Cây này cũng tự tự như cây súng lục bên kia vậy các bạn. Mà nó có phần là súng lục bé tí. Ra test thử bạn, ra test thử bắn xe coi. Thử coi nếu mà một chiếc xe bắn bao lâu thì nổ. Ôi, 6 hay 7 băng gì nổ các bạn ơi. Rồi. Chết bà đi nữa. Chạy nhanh quá mà. Cho nó bốc khói bay đi. Thôi rồi. Trời, mấy thanh niên buổi tối vẫn còn tập gym nha. Tập gym là nó đúng. Còn mình như mình chạy qua đây là cũng trời sáng bà rồi bạn. Họ nó bay luôn rồi bạn. Ui, khổ quá, bay bay khó nổ. Bay bay khó nổ thật sự. Ôi giời. Ủa gì vậy? Nghĩ vậy á. Ở chiếc xe láo thế nha. Đâu? Trời, tưởng nó chạy quanh đây nữa. Trời. Shit. Star. Kêu stop rồi. Đây. Đúng. Ui giời. Đúng. Mục tiêu luôn. Trời. Sợ chạy. Chạy luôn đi nha con. Trời ơi. Trời, không biết nó văng bao xa đây. Không. Trời ơi. Ôi giời. Mày xạo. Ở đâu tao? Ui. Kìa đây. Cái này có chức năng súng. Thấy không? Quá dữ. Nhưng mà chiếc máy bay này chưa phải là dữ nhất đâu các bạn. Kéo lên, kéo. Ừ, hên quá. Ui. Đi một vòng ngao du ngoạn mục GTA 5 coi. Tính ra chưa tới nước luôn mà đúng không? Mình sẽ thực hiện thử thách của GTA. What the f... Nói chung là mình cũng đã qua rồi nha các bạn. Ôi trời ơi, bố thế. Rồi nó nè, chiếc máy bay kìa. Mình sẽ quay lại mình khủng bố cái đại đạo cái máy bay đó nha các bạn. Rồi đâu rồi. Bay lên. Ngầu quá. Jet fighter quá ngầu các bạn. Đã có thể bay được nha. Oh my god. Oh my chuối. Sắp cháy rồi. Đùng. Đi phèo quá. Ui, không nó giật lên trên nha bạn. Nhưng mà vẫn không được. Lén lén chút xíu. Ui sao nó cho lên trên là thế nào nha. Nhưng mà nói chung là cũng ổn đi nha các bạn. Lên. Không. Lái quanh này cái, lái quanh này. Ok. Bay được không? Ui chu cha mẹ ơi. Rồi giảm là vừa rồi. Slow motion. Ui. No. Không biết được không? Rồi hết luôn. Ấy, đáp được nha. Rồi, ok rồi. Sẽ đậu vô đậu. Mà cầu cho bay lên. Bay lên luôn nha, lên luôn.
Hái cột nào làm khôn đúng khôn luôn bạn. Băng qua khu rừng trống. No, trời. Chết chui rồi. Mẹ. Nghe cái thùng rác luôn chứ. Tại nó xui gì đâu mà nó xui luôn. Mày hả mày. Ok đi được rồi các bạn. Trời ơi hên quá nó trời tự nổ xe mình rồi các bạn. Đấy ngon chưa ngầu chưa ngầu chưa. Xe hút nó sao xe nó sắp hút được rồi. Ơi sao nó ấy lên chiếc kia đâu nốt văng ở bạn ơi đây nè. No đồng đào ok ê vãi dập mất lái bay vô khu vực cấm luôn nha bạn, nhảy vô trong khu vực cấm rồi nha chum rồi xong sờ mờ rồi chết ba rồi mày tao đá chứ rồi đừng có đứng lên nha, đừng có đứng lên người tao sẽ được ơi lấy chiếc buggy chưa test được squat nha mày từng cái nhẹ đấy biết lắm. Đáp xe ngoài ơi, ơi, đừng, nó mù. Ý nó một cục rồi đó. What the fuck bro. Nó trời mình văng đâu luôn rồi. Ấy. Đứng lên. What? Trời ơi. Chết luôn. Oh shit bro. Đằng sau khá là nhiều người. Đi nữa. Đi đâu? Ấy. Trời ơi. Mình đang đi đâu mình còn không thấy nữa nha các bạn. Hả? À, bắn mấy chiếc máy bay luôn được không nha bạn. No, don't go out. Don't go out that way. Mấy chiếc squat này hư hết rồi bạn. Ủa con gì vậy? Ủa cái gì trên kia vậy? What the heck? What? Cái xe huyệt cái UFO. Mà phê. Có bắn xíu không? Sẽ bay cao lên. Thôi ơi, bên kia nó còn bay cao hơn mình nữa, bố chịu. Hên quá.
Bùm. No. Ush. Cái cảnh sát đó nha bạn, bị bắt đó bạn. Rồi. Ê, chết bà. Rồi kẹt vô đường ống. Cái chức năng kính nằm mờ mắt mình rồi, hư rồi, hư xe. Chết bà, đã tốn tiền thêm đi sửa nữa. Ôi giời ơi. Ủa gì vậy? Trời, ổn không trời, buồn thiệt. Holy shit, sao lại có alien ở đây nha. Khu vực 51 à? Area 54. Oh my god, không có vượt cái hàng rào này. Vượt cái hàng rào này mất $100. Luật sinh ra để làm gì? Để phá luật chứ làm gì? Khu hại điện đó. Khó lái mày. Ui, như mình thấy gì các bạn ơi. Thấy phi công á. Do you see me? This is money. Cái này hình như không ghiền tiền. Cho tiền xung quanh luôn nè. Không chắc nó ghiền bơm cửi bạn ơi. Thế mình hay là một cái chứ tiền hư nữa rồi. Xong nữa. Sau khi đậu xuống thì mấy tòa nhà nó bị nâng lên à. Mãi mãi là mỗi bí ẩn dấu ích giữa căn chung cư. Mà tại sao lại có cái pizza? Và tại sao chiếc xe nó lại lật úp bạn? Những bí ẩn bạn không thể biết được. Mình cũng... No. Em đế vô khu quân sự. Nhà kia có xe Lambo luôn ghê. Đấy, mình sẽ vô. Không cho mấy đứa cảnh sát vô mày. Ở ngoài mày. Vô riết quen à. Ê. No. Cái xưởng, cái chỗ cảnh sát luôn. Trả tiền luôn. Em có xâm nhập nhà người ta trái phép đâu. Nhảy nữa, tốn tiền mà nhảy nữa. Ủa, nó không bị gì hết bạn. Bữa tự nhiên mình tung cái xong mình ấy. Ấy. Tính ra đáp trên nước cũng được luôn á trời ơi. Mà nó không có lên được. Mình phải lên được bạn ơi, mình phải lên được. Rồi nó hư luôn rồi. Như nó riết kìa ta. Ui. Mình có thể đi vô cái tòa tháp phát thanh luôn nha bạn. Cái tòa tháp điều khiển luôn nha. Khá là trơn tru và mượt mà và trong đây không có gì hết. Ok, mình sẽ lấy chiếc này bạn. Rồi. Shit.
Thế là oh my god, sao vô luôn vậy? Đây mình sẽ, hôm nay mình sẽ thực hành bài test gọi đáp máy bay trên sân tàu sân bay nha các bạn. Không biết bài thực hành này quá khó cho mình. Thôi, đáp được. Quá chắc. Đây qua đây. Ôi chết. Nói chung là mình mang về cho nhà mình một vài cái gọi là máy bay bạn mới sắm, mới sắm gen. Là một cái không nạn. Đây mình sẽ lên cho bạn xem, các bạn mới thấy cái nhà đó. Hỏi bạn thấy cái dưới đúng không? Chết bà. Ui, tung mình chết luôn. Ủa nhớ có cái sàn trên đây mà. Thấy chiếc xe tăng của mình nó là ngầu rồi, sắm đủ bộ luôn. Ủa xe tăng đâu? À kia kia kia. Đáp xuống nha bạn, mình đáp xuống rồi, đáp xuống. Đáp xuống cho hàng xóm nó nể chơi. Rồi đáp xuống. À, ngầu chưa tụi, ấy ấy, nó nó. Thấy. Ôi, đừng coi rồi, nếu mà thiệt hại, đúng. Đầu siêu xe siêu chắc luôn nha các bạn. Tới nơi, ui, lết quá, ui. Xe hư rồi các bạn ơi. Danger, danger, phòng thí nghiệm hả? Ui. Chạy, 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 chạy. Zombie đằng sau. Mày. Ow. Cứ bước ra, bố mày cần, ê có con chỗ bớm mày ơi, sợ đây. Lu cái này nhanh như vậy. Rồi dí nhanh các bạn. Rồi chạy rồi. Nó chạy rồi. Xe tăng nó gọi là ngầu vải. Ngầu hơn xe tăng nhét vườn ra. Sao to thế. Rồi chắc không vừa đó bạn ơi. Không, để trước cho hàng xóm nó sợ thôi. Ok. Sao có hai cái vậy. Ôi gãy bánh hư bánh rồi. Quá ngon. Ôi trời ơi, mày chạy xe, tao chạy xe nha. Bay lên, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên. Ui, quá ngầu, quá ngầu quá. Mày. Ơi, ít nhất cũng mấy thằng các bạn. Còn một con rồi. Mình nghĩ là sắp tới rồi đó. Nhưng mà tới rồi, tới. Nó chết bà. Hên quá, nó mất máu. Khoan. Đừng cho nó đụng. Rồi, trúng rồi. Coi còn nhìn còn một xíu rồi bạn. Holy moly. Ôi, đừng. Ôi, stop. Tắt nãy giờ chúng được có con. Ôi giời.
Ôi ôi, tát văng siêu xa luôn. Nó đạp mình ghê vậy. Mày. Mày, trời ơi. Mày sẽ chạy vòng vòng nó mày. Chạy vòng vòng thì khó tát lắm bạn ơi. Mày trội bơm tầm bậy em bà. Trội bơm bậy bà. Thôi nó trời chết hết luôn bạn ơi. Nó ghê lắm mày. Đạp ai mày đạp ai. Mình tung nó luôn nha. Ui trời nó nổ. Sao bơm trước cháy không? Ui sao bơm trước cũng nổ một trái bơm chưa cháy nha bạn. Đấy, thế là ghê. Rồi. Phê. Sướng luôn bạn ơi. Mình sẽ gọi một chiếc máy bay nha bạn để mình tung nó. Đây, run. Ui. Ui shit nha bạn. Mà nó vẫn chưa hư luôn bạn. Dính mấy trái bơm vậy mà vẫn chưa. Oh shit. No. Nó đâu rồi nha. Đứng đàm phán hả mày? Ui bạn thấy vô. Ok. Ok nha. Đâm xuống nè. Cái đường nào luôn. Mấy này không ghiền tiền nó ăn tiền luôn bạn. Bốn thằng đứng xếp hàng để tao tát coi. Xe này để mình đi trốn mấy thằng cảnh sát bạn, nhưng mà chỉ được lết thôi. Muốn qua khu chỉ được lết thôi nha bạn. Đấy lết như này khá là racing boy tao trong thành phố luôn bạn. Đấy có chiếc SWAT kìa, biết hôi được chiếc SWAT hay không, nhưng mà lết chết bà rồi. Đám ơi mày. Trời ơi ngầu quá kỳ thế nhờ. Bây giờ mình sẽ kiếm chiếc SWAT thôi bạn ơi. Đục có nitro luôn. Sẵn review xe cảnh sát mới luôn nha bạn. SWAT gì tầm này nữa. Hey, what happened? Hay ơi. Mày vô đây. Ui nó bị nổ bạn ơi, nó cũng y chang cũng dễ kìa, nó chỉ nổ đùng lên cái nào. Khá là xa luôn bạn ơi. Dặn coi thông cũng chết rồi. Ôi shit. Ui. Ừ đúng rồi, mày nên tung tao. Ui. Má chiếc Tesla của mình mất luôn rồi bạn ơi. What the heck. Đây. Mấy con nhìn mình đi. Nó nổ kìa. Nó đâm zombie, nó đâm zombie kìa. Ui ơi. Quá dữ. Cái đằng sau kìa bạn. Đâm chết luôn không biết luôn. Đấy. Tiền cứ lên mình cứ chạy vòng thôi. Mấy cảnh sát đâm giùm mình mà bạn. Cùng đi. Đấy thấy chưa. Trời ơi. Ủa sao con kia sụp bao em. Chê xe gà của tao nha. Nó tung rồi. Tung rất người khổng lồ luôn. Không thể tin được. Mày. Ủa tính ra là đu công là tao bay lên luôn mà sao tung được tao là thế nào. Ủa gì vậy? Nó đang chờ zombie thì con này nó bị gì vậy bạn ơi. Rồi nó mất luôn rồi. Mất tích luôn rồi. Lê chiều tập anh em tiếp. Rồi chiều tập tiếp. Ôi. Ui. Nó nổ hết rồi. Nó. Ôi. Ui. These nuts. Ui, chơi bơm. Ôi, đừng. Mình lên 500 anh em. Ui. Đây, come on. Mẹ. Ai nhầm. Zombie. Ui. Ui, bị xe đụng rồi. Nghe 500 anh em mình bị xe đụng chết rồi. Đi. Nó chờ bơm kìa. Trời ơi, nó giết người luôn. Gì ba. Ôi. Oh shit. Bye bye khác lẹ. What the fuck. What the. Ngồi lên mày ơi. Thế thì đúng. Holy moly. Ui giời. Ôi giời. Không biết mấy con luôn á. Chắc là 6 con đi các bạn. 6 con. Không xin. 6 con 7 8 9 10 100 con nha các bạn. Hơi lag quá. Đừng nhìn thấy xe, chỉ thấy một chiếc thôi được rồi các bạn ơi. Ok bạn, 50 chiếc nữa các bạn ơi.
Mình không dám nhìn luôn, mình không dám nhìn lên luôn á. Đừng có giăng game nha. Nó kìa. Trời. Oh my god. Oh my chuối. Rồi hình như mình chọn được trái rồi bạn. Ôi. Phụ nổ 100 chiếc xe đó bạn. Ôi. 100 chiếc nó nổ rồi đó bạn ơi. Thấy không? Ủa nó nổ rồi bạn ơi. Quá shit. Ủa nổ hết dưới đây rồi nha. Nổ hết luôn rồi đó. Nhưng màn pháo hoa cho bạn xem luôn á. Ui, nó bắn mình đau lắm bạn ơi. Mấy bạn nổ này là bạn 5 sao liền. Đấy, ơi đừng. Ừ mày xạo. Mày láo vô bố mày là mày sai rồi con trai của ta. Ui nó nổ. Ui trời. Trời ơi. Bạn coi nhìn chiến bãi chiến trường kìa bạn. Khá là đẹp luôn. Mấy mày láo ta. Nó chạy không lên được bạn ơi. Mày quá. Ui, mình cũng bị té và xịt. Ơi đừng lăn. Ôi đứng lên con. Ừ cho lăn xuống đúng. Tung thằng kia kìa. Quá ngầu. Bày khó lái lắm bạn. Hèn chi lúc nào mấy ông nội cảnh sát cũng tung vô tùm lum hết. Ủa nó lật xe hết rồi bạn ơi. Ở chiếc kia không có đường ra các bạn. Các bạn có thể thấy cái hình ảnh hồi nãy nó đang tìm đường ra các bạn. Rồi chiếc kia không có đường đi các bạn ơi. Wow. Quá to luôn, quá dài. Rồi. Chơi. Đi nữa. Got him. Ôi.